Xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình lên thăm chị với mẹ. Thì chị nói hôm nay chị muốn làm món lẩu cho vợ chồng mình ăn. Cái lẩu của chị hay ăn á. Mà trong mùa Covid. Ok, bây giờ mấy bạn nhìn nè, lẩu. Lẩu mì gói. Cái mì gói Hàn Quốc này là cái này cũng mắc lắm á, đồng ha, gói hả? Cái này ông khá thích ăn này lắm á. Ừ. Rồi có này nữa nè. Có bánh gạo bỏ chung vô. Ngon á. Nhưng mà một hồi đó sẽ cho mấy bạn coi mùa Covid thì mình sẽ ăn như thế nào, ok? Nè có này nữa nè, có bên này rau nữa nè. Có nhiều loại rau lắm. Dạ. Yeah. Rồi có seafood nữa. Để mình coi dạ. Có gì là ba cơ Paris có gì lạ nè. Rồi ôi nhìn đồ ăn nè, ăn chơi nè. Nho nè bạn. Rồi ôi Paris nè, xoài nè, xoài lắc này nha. Xoài lắc. Hồi nữa sẽ làm xoài lắc. Có hột gà, hột gà hột nó hột gà trong hột. Hả? Để ăn mới rửa tay thì cắt xoài bỏ vô. Nhưng mà lúc nó mẹ bỏ vô chị cũng phải nêm thấy nè, chậm tí với mẹ không sao đâu. Phải con phải pha. Mẹ ơi, con khuyên mẹ cái móng tay mẹ nên cắt đi nha. Covid này là móng tay, cái vết nằm rỗng không á. Được mẹ đừng có đụng vô đồ ăn nữa. Cái biết cắt không đi, cắt hết cho con sạch sẽ luôn cho con đi. Tại vì cái vết đó nó chui trong rỗng mình không làm được gì hết trơn á, mình rửa không được đó. Đó. Ông xã có quay cái này không? Có. Đâu bây giờ quay rau nào? Đây rau này hả? Đây rau nè. Cái này wow. Là cải cúc. Cái này là rau salad son. Cái này lẩu kim chi. Ở đây có năm hành. Còn cái này salad này là để làm cuốn với lại thịt nướng. À. Ủa mẹ cái dĩa thịt kho đâu chọn? Hấp dẫn ha, rau hấp dẫn ha. Có thịt ba chỉ nướng nữa hả? Ừ. Tao đi coi thử thịt ba chỉ nướng coi. Đây nè. Lấy đi. Chị đưa nó thiệt. Lấy mì xì. Đây thịt ba chỉ nướng nè. Wow. Cái gì chị đang cầm kìa. Bây giờ mình sẽ cuốn. Mình thịt ba chỉ sẽ mở mình. Ba chỉ không phải mở. Má ơi giờ mình mở sẽ chết rồi hả? Cẩn thận. Không không dân thủ ba chỉ rồi. Thôi. Không. Mình đang uống còn heo tì hơn. Đi ăn đi. Đi ăn chật mà đòi heo tì không mà khổ ghê. Đó, ăn chật mà đòi hỏi đó. Nè, cái này mình thích nè. Chứ ăn ở nhà người ta là ăn chật, còn ăn gì nó dùng chứ ăn gì. Xoan cái gì? Mình nói thẳng vô mặt luôn, ăn chật thì ai chịu chịu cũng thôi à. I don't care baby. Ăn chật thì nó ăn chật. Mẹ cắt ngón tay cho sạch nghe mẹ không? Thời COVID đó, thời COVID. That's why mỗi người là ăn một tô, không có ngồi chung ăn lẩu. Thường thường là nguyên cái lẩu ăn nguyên đám đúng không? Nhưng mà bây giờ là phải bỏ vô tô. Ăn, mỗi người tô đi cho nó sạch sẽ mà cho nó gọn nữa đây nè. Giờ mỗi người đi tô. Giờ mỗi người tô nè. Cái tô này là tô của ai không? À, tô của ai? Tô này biết của ai không? Tô nhỏ nhất hả? Tô bự nhất á. Biết của ai không? Ai? It's you. Mai. Sao lại bự vậy? Tại vì ông xã ăn nhiều. Trời ơi. Để vậy bà con ta tưởng mình tham ăn nữa. Ai biết tham hay không? Sao ít mì vậy? Sợ hiểu. Lấy tô chà bá mà mì thích này lúc. Trời đất ơi. Ồ bây giờ là bỏ gì vô vậy? Bánh gạo. Wow, lạ gì bánh gạo hả? Ừ. Ăn đồng chia đủ và cứ chia giống nhau. Bánh gạo lạ chứ Má Linh. Cái này là lẩu hả? Lẩu kim chi. Lẩu kim chi á. À lẩu kim chi. Xong cái này không? Lẩu kim chi mà xài chai kỹ thuật mì gói hả? Nó nói ăn mà chị lên. Đúng không? Lẩu kim chi mà kỹ thuật mì gói phải không? Kỹ thuật mì gói. Mì gói. Vậy chính là mì gói. À ha. Là mình nấu nước súp bằng súp kim chi. Súp bằng súp kim chi. Nhưng mà mì gói nha các bạn. Mà ăn cũng có rau. Trong mì này có rau, có gì, có bột gạo hả?
bánh gạo kiểu Hàn Quốc á. Ừ. Rồi mì nước thì chơi nước gì? Nước lại lấy nước cũng mì gói nè. Nước mì gói luôn hả? Ồ. Oh. Món này chưa biết nha. First time mới nghe nha, lần đầu tiên nghe nha. Bởi vì nó lạ lắm chứ bộ. Quý quyệt lắm á. Nè, nhìn sơ sơ thôi nè nha, chưa xong nha mấy bạn. Nhìn chưa xong nha, một lát nó xong nha. Một lát nó còn quý quyệt hơn nữa. Bây giờ chị kêu là mọi cái tô phải bỏ ai ăn trứng là bỏ vô. Quay 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 quay. Sao người ta không có lẩu dịch nó như gà mới lên quay. Ở bên đây thì dịch nó không chín dịch mấy nha. Mình thật sự mình không biết chín dịch chín gà khác nhau chỗ nào nữa. Wow, đập trứng vậy hả? Ừ. Dạ mama. Ủa bên này với lại bên xanh, bên xanh bên này là bên này là mầm trứng này nè. Chị thì được chị ăn đi không mà chị thích trứng mấy con ăn muốn ăn trứng giống như trứng của không không ăn udon của giờ không mì cái đó là cái hộp nước tương á, ngâm nước tương á nó đây trời ơi. Ủa, sao ăn lẩu rồi ăn món đó là udon nữa hả? Nếu như mà ai mà muốn ăn trứng nước tương ăn lẩu đi udon trứng này là cắt bỏ lên trên này nè. Ăn lẩu đi, ăn lẩu cho no rồi mình tu go cái udon gì. Tôi go là đem về bạn. Ăn xong mình xin mới đem về đó. Ngày mai ăn chứ. Mai có gì đâu ăn. Bật mí nha, mai qua nhà bạn ăn nữa. Ừ. Mấy bạn coi cái này là trứng lòng đào nè mấy bạn. Cái lòng đào nó đỏ ra. Cái này là chị chồng mình ngâm nước tương á. Xong cắt ra nè, thấy không? Thấy còn lòng đào không? Sao gọi trứng lòng đào vậy? Ừ. Chưa chín. Nó chưa có chín lắm. Con? Trứng lòng đào chưa chín hả? Sao vậy? Sao coi này nhìn quay em nè. Tại sao chưa chín? Quay em ngồi mà ngồi xe lắm nha. Ngồi trên cái khăn chứ không thích ngồi à. Không nói tiếng nào hết trơn á. Giờ đến hả? Nghe nó đang lóc. Hiền khô à. Cưng lắm á. Trai này hiền khô à. Không nói, không bao giờ nói tiếng ai hết trơn á. Ai cũng làm Ai làm gì làm, nói thế nào. Hôm bữa đi thì hàng rào vô nó sủa em. Món gì? Giờ nó muốn gì? Hả? Giờ nó muốn gì? Bò lắc hay xoài? Xoài lắc này có rồi đó, ăn rồi đó. Ăn rồi mà chưa quay. À chưa quay phim hả? Ừ. Mấy bạn biết xoài lắc mà. Ừ. Vậy nam mình xoài lắc lắm. Đây đi, đây đi, ăn cái gì, uống gì? Muốn uống nước hả? Nước lạnh, nước trong chùa lạnh. Ok, đây đi, đi. Chuẩn bị ăn cơm nha bố. Gia đình của mình đó. Rồi nhà mình ra sau vườn của nhà chị mình nè. Sau nhà chị mình có cái hồ đẹp lắm. Nhà Mỹ thì đẹp không? Nhà này có 300, nhà chị mình mua 370. Các bạn coi nhà 370 ở Mỹ nha. Mua nhà này biết nói sao mà 400 mấy nó bán còn 370. Đây đằng sau căn nhà nè, đằng sau đất căn nhà nè. Đẹp không? Đằng sau nhà. Đây nhà lầu. Đằng sau là có hồ, mình thích cái hồ này nè. Bà con nhà đi, bà con đi bộ tập dục, bà con đeo khẩu trang nó mới ghê chứ. Đó, mình thích cái hồ này là dễ thương lắm. Hàng rào sắt. Vừa sắt vừa gỗ. Đó, đằng sau nhà nè. Rất là đẹp luôn. Ở nhà Mỹ mà bạn mua một cái nhà mà có cái hồ như vậy nha, bạn phải trả giá thêm là mười mấy hai chục ngàn nha. Tùy theo nha. Nếu mà nhà bạn mà đối diện với cái hồ đó, bạn phải trả thêm hai ba chục ngàn nữa chứ không dẫn. À, khu hình sớm của chị mình nè.
ăn món gì đi? Cuốn hả? Cái này là chị nói là cái món này giống như là món khai vị vậy đó. Món khai vị, khai vị. Ăn kiểu Hàn Quốc hả? Ừ, ăn kiểu Hàn Quốc. Tự nhiên có cái rau xà lách với lại kim chi thôi à. Nó xếp bỏ miếng ba rọi vô nữa. Trời ơi, ba rọi các bạn ơi. Ba rọi nè. Rồi đây có gì? Miếng. À, kim chi. Vậy đó, là xong rồi đó. Đó. Yeah. Good. You like it? Đơn giản mà ngon hả? Không, ôi, con cái nồi kìa. Con tự bỏ chi đi, tại vì có nhiều người. This is my. Đây là của Phật Phong rồi đó. Mẹ, nồi kìa. Nấu sẽ ra sao, ok. Nên cái nồi kìa, mình trời ơi, đốt thôi. Hấp dẫn chưa? I need some ớt. Oh my god, chị muốn cho ổng nhiều như vậy. Ít thôi. Oh my god, nhìn lên cái tô. Nó từ từ, ít. Từ từ, ít thôi, nhiều quá. Ăn nhiều quá, ăn cái tô sao nó đầy lắm. Hai tô giờ đầy lắm đó nha. Hai tô mà ăn hai tô cái này là nhiều lắm. Trời ơi, sao mà chị muốn cho ổng quá trời. À, cuối cùng rồi mình cũng được một tô nha các bạn. Đầy đủ nha, lúc very good nha. Cái ngồi đi. Đây được. Cuối cùng cũng xong. Rồi thôi mình cũng tạm dừng video đây nha. Ok, chào các bạn nha. Bye bye, see you next video.